không cho chơi. Bây giờ tới già thì bày đặt đổ đốn. Chụp một tấm trời sao không thấy cái gì hết trời. Trời ơi, cái này là chỉ có nghe gọi trời thôi. Như tôi nè, cái này chụp máy xịn nè bà nhìn nè. Bự quá. Đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá. Ôi, đẹp chưa? Lão quá. Sao quen quá vậy ta? Anh Tân. Già như vậy mà còn nhảy nhót là cũng lạ lắm à nghe. Anh Tân là lâu rồi mới thấy. Đi ăn. Đi ăn không? Ok. Ok. Thì tới với cái tour ông bà anh phần 2 này thì mình, như các bạn thấy, mình có thêm một cái nhân vật đặc biệt rồi. Đấy, và cho nên là số này thì nhân vật đặc biệt nó sẽ ra tiền luôn. Cảm ơn anh Tân. Tôi đi về đấy. Đây là bánh xèo đặc biệt. Và mình đã tính toán và đếm rất kỹ là trong này sẽ có từ 8 đến 10 con tôm. Tối đa chắc là được 10 con. Và mức giá của nó là 130.000. 35 135 135.000 cho một cái đĩa này. Ủa mà ngoài Bắc có bánh xèo không ạ? Có, ngoài Bắc có chứ. Ở có bánh xèo như này mà, nhưng mà rẻ hơn. Chưa ăn cái bánh xèo 130.000 bao giờ. Anh không thích ăn rau sống lắm bình thường. Tại vì mất thời gian. Tính ra bánh xèo đi làm lâu vậy. Làm lâu thật. Ừ. Bạn cũng biết á, là phụ nữ mà vô toilet thì nó lâu cỡ nào. Thì phụ nữ vô toilet tới 2 lần ra thì bánh xèo vẫn chưa có. Chờ em chờ đến bao giờ. Đây là bánh xèo Đinh Công Tráng thì nằm ở số là 46 thôi. 46 A. Nằm ở số là 46 A đường Đinh Công Tráng. Ồ, bánh xèo này là quán con tôm cho riêng mình. Bánh xèo ngon quá, bánh xèo nó gần tan luôn á. Nhưng mà nó mắm này cũng rất là ngon. Nó mắm tan ngon lắm. Bột, cái bột của nó hay nhờ, kiểu bột nó kiểu nhờ ăn như mấy cái bánh mà chiên á, mì chiên hay bánh tôm chiên này nọ. Ăn không hề bị ngán, công nhận. Cái gì cũng có cái giá của nó các bạn ạ. Công nhận có quả trứng rất là ngậy, còn kết hợp với cả tôm nữa nên là ăn rất là đẫm. Thật ra thì cá nhân mình thì không ghét món này. Đây là một sự thành công của bánh xèo, về mình không thích ăn bánh xèo. Mà hình như ngoài đó em nhớ bánh xèo chỉ có bỏ cả thịt bò. Có, hình như là cũng có. Có. Các bạn thấy không? Nghe mùi thơm nữa. Bây giờ mình để ý trong này có đậu xanh á. Có. Tôm trong này to thật đấy. Lần đầu tiên ăn. Nhập mồm. Cái này người ta gọi là bánh xèo hải sản, nhưng mà phải bánh xèo đặc biệt nữa. Nói chung là cũng đáng ăn thử, cũng đáng tiền. Với lại quán này còn bán kiểu nhiều món lắm luôn á. Thì mà có cái lóc chiên luôn. Có cái lóc rồi có gà xếp quay này nọ. Còn tụi mình thì do là không có tiền cho nên là chỉ kêu bị cuốn. Nghiện một cuốn thôi. Bạn mua, nếu mà bạn mua cuốn một cuốn á thì được thì 10.000 lận. Thì bạn mua sỉ hơn, nhiều hơn thì sẽ được giảm giá là như nhỉ? 5 cuốn là bao nhiêu? 5 cuốn 50. Còn nếu như bạn mua ấy nữa thì là được giảm giá nữa. 10 cuốn 100. Còn nếu không giảm giá là 115 cuốn là 150 rồi. Thật ra mấy cái đồ như này nước chấm nó là một phần kiểu nó 50% vị như nào rồi. Mà nước chấm ở đây pha thì đúng là khá là ngon. Đậm đà mà kiểu nó vẫn hơi chua một chút ấy. Cái này ăn giống ở ngoài Hà Nội cũng có mấy cái cuốn kiểu có bì này này. Thôi qua món tiếp theo đây.
trọng. Ủa mà cái này có chế độ chỉnh tay nữa hả? Có chế độ chỉnh tay mà, để kiểu cân sáng rồi các thứ tinh. Rồi, đây chị nhập chỉnh gần như hết này, chỉnh được cân bằng trắng nè. Đấy, chỉnh được theo kiểu mình thích, ám xanh, ám vàng gì đó. Rồi, tí phải chụp thử, tí phải chụp thử. Rồi, đi chụp thử bây giờ. Anh đi. Cái hộp không lay lấy cái bệnh bây giờ ăn như ăn bánh tráng trộn vậy á. Người ta không biết được nước, cái này là nước mắm hay nước tương. Tương pha hả? Cái này là đen như nước tương nhưng mà có thể nó sẽ là nước mắm. Mà cô á là cô làm sẵn những cái bồng như vậy rồi cho nên là nhanh ơi là nhanh. Như bánh tráng trộn thề luôn. Ủa, anh chưa ăn bò đen bao giờ ạ? À? Như là ăn rồi nhưng anh không nhớ lâu lắm, anh không ăn thịt bò khô rồi. Tên nữa này ăn kiểu nó có cái giòn giòn. Giòn giòn, vui. Đu đủ cũng giòn nha. Đu đủ cũng giòn. Sọc. Nhưng mà anh biết tại sao là cái gỏi khô bò này nó đậm đà hơn cái nộm ở ngoài đó không? Tại nó có cái nước khô bò đen. Vậy mà mấy chục năm rồi á. Mấy chục năm đó. Cô không nhớ luôn. 20.000 một phần như vậy. Nó không có gì trơn á. Ừ, thật ra thì ra ngoài Hà Nội đồ ăn mắc quen rồi nên là anh ăn để bình thường ra đấy. Còn nhà em có 10.000 à. Nhà cũng có dưới quê đâu. Mấy người yên tâm. Tìm Hà Nội tan rã sao anh vô đây rồi. Sao ai cũng đồn thế vậy. Em không biết luôn mà sao ai cũng nói. Anh cãi nhau với anh Huy ở các thứ. Anh Huy rồi anh Huy không hiểu nhau nhiều. Không như là cứ đuổi vô đây bớt từ từng người. Không đủ tiền cho một lần nên đuổi từng người vào. Đuổi từng người vào thì tại vì anh Huy cứ bắt anh là phải mở kênh riêng để làm beauty blogger mà anh đã giải thích là anh không làm được. Nhưng mà ông vẫn không chịu, ông bảo là mày phải làm nên mày phải khác biệt. Chào giao đi bắt thằng mặt mụn đi làm được gì cả. Không đúng rồi, tại vì mình đẹp quá rồi, mình làm không có ai tin. Mình chưa đẹp, mình làm cho hồ đó thì kiểu đẹp đây, lên. Đây là before and after. Kiểu đấy à. Đó nó mới hiệu quả cho sản phẩm mà khách hàng muốn. Là con gái phải xinh. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel bé nhỏ của tớ, channel tên một cu. Đó nha, các bạn thấy là người đó sẽ bị đuổi rồi luôn. Sau đó theo là từng người bị đuổi vô. Không tương xứng gì hết. Rồi và cái quán coi có bò này má, mấy bạn vô thì mấy bạn nhớ tới là ngã tư đường Điện Biên Phủ hay là Trưng. Ủa thì xấu hay là Trưng? Rồi xấu hay là Trưng lộn, sorry. Ở ngay công đối diện công viên Lê Văn Tám luôn. Trưng nữa là cái hướng đẹp Á Âu á, cũng dễ tìm. Đúng rồi, dễ tìm, rất là dễ tìm. Các bạn tới đó các bạn thấy liền. Cái tới đây ăn ngon quá. Chụp tụi em à? Thì đi vô đi, ok được chưa? Ủa gì? Ủa chị đâu được à? Chị đâu được mà không bao giờ thiếu mặt trong các bức ảnh. Hay vậy mà lên đầu em thấy á. Mà tính mà nè, chất lượng ảnh nó vẫn rất là đẹp luôn, nó đều á. Nhưng mà cái món cuối cùng cũng tới món cuối cùng rồi. Quán bột chiên ở trên đường Phùng Tắc Quan. Và ngay nó giao với lại Điện Biên Phủ luôn, nó rất là dễ kiếm. Nhưng mà cái món này làm bùa chiên là chỉ có mỗi bột nó ngoài là nặn thành ấy không? Nó là bột hấp sẵn thành một cục hình vuông lớn. Xong rồi người ta lại cắt thành những hình vuông nhỏ. Và mình sẽ ăn với đu đủ với lại cái này nước mắm pha. Ơ nước tương lộn bậy. Rồi. Giống như là ăn bún chả đó. Em thấy cũng có hai cách ăn thì này nó cũng vậy á. Bún chả thì ra thì do người ta ăn như nào thôi. Chứ không phải có hai cái ăn, mỗi cái ăn là cho bịt. Nè mà cho anh xem miếng trứng chiên rất là giòn, rất là đẹp luôn. Đây. Giòn đẹp cái lúc này. Cái vỏ thì khá là giòn. Và cái hình nhân bên trong thì lại mềm. Ăn rất là nóng, rất là thơm. Mặc dù nó chỉ là bột chiên thôi. Thế nhưng mà mình cảm giác ăn chơi chơi khá hay á. Có một lần là ở đây đã được lên báo rồi. Cái mà gì ông bà phải nuôi cháu nhỏ. Rồi đúng, tới đây là đúng thiệt vậy. Nãy giờ có thằng bé nó, có thằng bé áo vàng vàng cứ thấy chạy sau lưng cuội. Thì mình nghĩ là tới đây thì bạn có cái một lý do là bột chiên ngon, quán lâu năm rồi, thì còn một cái lý do nữa đó như vậy để có ủng hộ hai chúng ta có thể có ủng hộ hai bác để có thể có chút kinh phí để nuôi các bạn nhỏ ở đây đó. Nhưng về cơ bản thì cái bột chiên ở đây thì mình cảm giác ăn khá là hài lòng. Với một cái món ăn chơi ăn vặt như này thì ăn là kiểu ăn nó khá là kiểu cuốn ấy, ăn nó kiểu muốn ăn tiếp ấy, nhưng là ở đây em mình ưng quá. Cái này là kiểu cả bên ngoài giòn không bị cháy mà bên trong thì vẫn chín đủ để ăn.
ngon, ngon quá ngon, thích quá. À, một phần như vậy thì có mức giá là cỡ 20 thôi. Rồi, không mắc, không hề mắc một tí nào hết. Cơ bản tầm trung ở Sài Gòn. Ờ, mà ở đây mình đang ở quận 1 nữa thì mình thấy nó rất là rẻ. Thì quán sẽ bán là từ 4 giờ chiều, 3-4 giờ chiều tới tối. Tới tối luôn. Cho nên là mọi người có đi ngang đây hoặc là thích ăn một chiên hãy tới đây ủng hộ cho ông bà. À, rồi ngon quá. Thôi mà tụi mình cũng xin tạm biệt mọi người. Tour này tụi mình quay một cái ngày rất nắng nên dài rồi. Nên rất mệt. Sắp lao hỏa hết cả lũ quay sắp thành ông bà. Mệt lắm ăn. Các bạn nói chung cảm nhận của mình là một người Hà Nội vào đây ăn thì mình thấy là những cái món ăn, những cái món lâu đời này của Sài Gòn thì rất là ngon. Mình rất thích đồ ăn vặt ở Sài Gòn. Đặc biệt là nó có cái vị đặc trưng là vị ngọt. Ăn rất dễ ăn, ăn gỏi bò khô ban nãy này rồi sáng ăn bánh tráng đúng không nhỉ? Bánh xèo. Bánh xèo. Đó, bây giờ thì ăn bột chiên. Đều là những cái món mà thực ra là mình ít ăn ở Hà Nội lắm. Bây giờ mình được ăn và mình cảm thấy là khá hài lòng và mình rất mong chờ trong chuyến đi sắp tới mình sẽ quay lại ăn những cái món như thế này. Đó, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Để thấy hay đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì khoan. Chi đâu? Chi đâu? Ủa anh không biết cái truyền thuyết của tụi em hả? Chờ một chút em gọi anh liền. Bye bye. Tí cho anh thấy sự nhiệm màu. Có truyền thuyết rằng Châu Giang và Quỳnh Chi chỉ là một người. Chỉ cần Châu Giang gọi Quỳnh Chi thì Quỳnh Chi sẽ xuất hiện và thế thân cho Châu Giang. Quỳnh Chi.